Kính thưa toàn thể vị và nối tiếp chương trình, Linh xin được mời vị cùng đến với tiếng hát của anh Mừng sẽ gửi tặng đến chúng ta bài thơ cổ được mang tên Chợ Mới, sáng tác của tác giả Trọng Nguyễn, và xin mời Tuyết Mai lên trợ diễn. Và sau tiết mục của anh Mừng là tiết mục của Ngọc Vàng, mà Ngọc Vàng Kim Phượng hát thế Ngọc Vàng nên là Kim Phượng chuẩn bị. Rồi mình cứ nhớ mong nỗi
Chưa